Cậu chó Tác giả Trần Đức Lai Chương 30 Trên nhà, cụ ông và cụ bà co ro trong bộ quần áo len dày ngoài phủ áo bông ngồi xếp chân bằng tròn trên sấp gụ để uống trà tàu. Cụ bà và cụ ông đều có bông ấp riêng ủ trong người cho có hơi nóng. Dưới đất chiếc lò nấu nước đầy than hồng. Siêu nước sôi vẫn đặt trên lò lửa. Mụ tám đưa nước lên truyền vô ấm nước sôi. Hơi trà tàu bốc lên thơm phức mỗi sáng cụ thượng uống trà tàu trước khi đi mần. Hai cụ ghiền trà tàu nên trà tàu của hai cụ uống thường là thứ trà thượng hảo hạng được mấy chú thương đưa đến biếu. Cụ thượng năm độ gần 50 tuổi còn cụ bà mới 42 tuổi, dáng điệu của hai cụ vẫn còn nhiều hào khí nét mặt cụ thượng bà trái xoan, đôi mắt tròn kiểu mắt bồ câu lông đen nháy nên trong cụ bà vẫn còn trẻ đẹp, lối đẹp của một vị mạng phụ phu nhân. Sau ngày sanh cậu bảy cụ bà có vẻ ngán sanh rồi nên cụ bà thường hay gắt nhau với cụ ông mỗi khi cụ ông định bờm sơm. Có những lúc gia đình vui vẻ cụ ông thấy cụ bà vẫn còn xuân sắc, sức vóc vẫn tươi đẹp nên cụ ông nhìn cụ bà lẳng lơ nói. Trông mình chả khác đi tí ngô hết. Năm nay ngoài 40 tuổi rồi mà trông như khi còn 30, hồi mình còn làm tham tri bộ lại. Dạo ni, tôi có cảm tưởng như mình lại đẹp hơn hồi mình ở Nghệ An, Thanh Hóa đó hỉ. Nghe cụ ông tán dương sắc đẹp của mình, cụ bà nhìn cụ ông lẳng lơ cười nói. Thôi đi ông, chi mà còn đẹp như hồi ba mươi. Tôi thấy người tôi dạo ni cũng yếu rồi đó hỉ. Sau ngày sanh thằng bảy tôi thấy ngán quá, chỉ sợ phải sanh lần nữa thì chết. Thiên hạ cười cho. Ai cũng gọi mình bằng cụ hết mà vẫn còn sanh. Trưởng nam của hai cụ là quan bác sĩ danh tiếng ở Huế đã có vợ, sanh được ba đứa con nghĩa là hai cụ đã có cháu nội rồi chả lẽ mẹ chồng sanh con dâu cũng sanh. Nghe cụ bà nói, cụ ông vừa đáp. Từ hé, mới ngày mô, tôi với mình tế tơ hồng, bây chừ đã trên 25 năm rồi. Mình đã có cháu nội. Thằng bảy nhà mình với con trai thằng đốc bằng tuổi nhau đó hỉ. Cụ bà cười đáp. Trứa mà bây chừ lại sanh nữa thì người ta cười thối óc cụ ông bèn nóng hỏi. Rứa chứ bay răng, chả lẽ cai hỉ, cai răng được mình còn khỏe mình còn có nhiều tình cảm, răng mà cai được. Cụ bà nói. Tôi nghe người ta nói có thuốc cai răng đó, răng mình không hỏi thằng đốc coi răng. Hắn có thuốc chi không? Cụ ông gật đầu nói. Từ hé, thử hỏi coi nó có thứ thuốc chi không? Có thuốc cai được sanh thì khỏe hỉ, tha hồ, chả còn lo chi hỉ cụ bà cười véo đùi cụ ông lẳng lơ hỏi tha hồ chi đồ quỷ cụ ông cười khanh khách thì rứa chứ răng nữa không có thuốc mà ri thì có khi tôi phát cùng vì mình hỉ cụ bà lắc đầu cười phân bì đàn ông mấy ông thì dễ chả lo chi nữa các ông như gậy thằng ăn mày đó còn đám phụ nữ chúng tôi mới khổ chứ chúng tôi là người có xúc cảm chứ mô phải là cây cỏ mà không biết chi nhưng nghĩ đến chuyện chữa sanh mà phát ớn, đành phải chịu bấm bụng rứa. Cụ ông mừng bộ ngây thơ hỏi. Rứa hỉ, tôi tưởng mấy bà mừng gan không còn biết chi nữa. Cụ bà nguyết cụ ông rồi dằn từng tiếng. Bộ chỉ có mấy ông là nôn nóng thôi hỉ, còn bọn ni chết rồi chắc. Các cụ đã nói đàn ông dương còn đàn bà là âm. Phía dương của các ông thì nôn nóng dữ dằn, còn phía âm thì ngấm ngầm lắng dịu chớ ngô cũng rứa cũng khác khoải chờ mong như rứa chứ riêng mô không biết. Ở tuổi từ 40 đến 50 tình vợ chồng còn mạng nông hơn lúc nào hết nhưng hoàn cảnh gia đình nhất là gia đình quan lại có công lớn như gia đình cụ thượng, thật là khó khăn cả cụ ông lẫn cụ bà đều sợ lỡ có mang thì răng. Đi sanh thì được rồi nhưng thiên hạ sẽ cười và sanh ở thời kỳ này dễ nguy lắm. Nhiều khi bác sĩ phải yêu cầu mừng răng, nếu sanh không thì nguy đến tính mạng. Tình vợ chồng không thể kiên cử được mãi, một phút bốc đồng một ngoại cảnh tạo ra, vợ chồng nhớ thương lại thời kỳ son trẻ, một hứng thú bất ngờ là dễ có thai lắm, tình cảnh của cụ thượng thật đáng thương. Sau mỗi lần hứng thú là một lần lo ngứa ngáy hàng tháng. Cụ bà dằn vặt cụ ông, trách móc cụ ông. Tháng 6 năm ngoái, gia đình cụ thượng đã xảy ra một vụ xào xáo chỉ vì hai tháng cụ bà bị ẩn kinh. Cụ bà hốt hoảng tưởng rằng mình có mang. Thế là cụ dằn vặt cụ ông cụ bà nhiếc móc cụ ông nào là mấy người sung sướng quá chừng mà mấy người có biết cái cực cái khổ của người đàn bà sanh nở mô các người chỉ biết hùng hục cho sướng các người cho thỏa thân thích các người thôi Bây chiều răng đây tháng trước còn tưởng ẩn kinh nhưng tháng ni cũng không thấy nữa rứa là chết rồi còn chi nữa đã biểu là không được người ta cười cho ai lại từng ni tuổi đầu rồi có dâu có rể có cháu nội rồi mà bà nội còn đi sanh thì người ta cười thúi đầu ra chứ. Cụ ông đành chỉ biết năn nỉ, vang lạy cụ bà, rồi cụ ông thề bồi đủ thứ để cụ bà vui lòng trong chốc lát. Thế rồi một hôm cụ ông đi mừng về, cụ bà tươi vui, rối rít vẫy cụ ông lại khẽ nói. Rồi, có rồi mình ơi, may quá tôi mừng quá. Cụ ông không hiểu là chuyện chi bèn hỏi. Chi mà rồi, mình nói tôi không hiểu chi hết. Cụ bà cầm tay cụ ông khẽ bảo. Tôi không phải có mang. Hôm ni thấy rồi đó. Mặt cụ ông cũng tươi lên. Trứa thì may quá hỉ. Tôi đỡ khổ. Cụ bà cười duyên dáng, liếc nhìn cụ ông rồi hỏi. Tôi lo quá, gần một tháng ni, tôi lo mất ngủ. Mình cũng đã ngoài 40 rồi, còn có mang thè lè trong mắt cỡ quá mà. Cụ ông kéo tay cụ bà về phía mình, định hôn nhưng cụ bà đã lắc đầu không chịu thôi đi ông đừng làm chuyện nớ khổ lắm lo thấy mồ đó hỉ cụ ông vẫn trơ tráo không đi phải ăn mừng chi chứ mừng chi trứa là mừng rồi mừng xuân hỉ chứ răng không mừng xuân thì lại khổ nữa cụ ông thở ra não ruột trứa thì chết tôi rồi mình biết chuyện sanh đẻ là trời cho mới được, tránh đi mô. Cụ bà lắc đầu ngoay ngoảy. Thôi, tôi xin ông, tôi sợ lắm, mắc cỡ lắm. Chứ rứa ri răng được nữa. Cụ ông lắc đầu than. Rứa thì tôi mừng răng được. Trước kia còn có quan hoạn, mình xin hoạn đi còn được, chứ bây trừ răng có, chịu răng nổi khổ quá sức mà mình. May đàn bà thuộc về âm ngấm ngầm không nóng sốt như bọn đàn ông ni. Cụ bà nghe cụ ông than thở cũng có vẻ thương bèn nói. Răng tôi biểu ông hỏi anh đốc coi răng, ông không chịu hỏi. Cụ ông lắc đầu đáp. Hỏi răng. Hắn là con cái, mình là bậc cha mẹ hỏi chi chuyện kỳ rứa. Cụ bà vặn lại. Răng ông biểu mí tôi chuyện nớ là chuyện khoa học ở bên Tây, người Tây dạy nhau mà. Mình hỏi y như người học chứ răng nữa. Cụ ông cười nói chi mà học mí hành chuyện lạ nớ ai mà không biết trời sanh ra là biết rồi chi mà học mình là cha mẹ hắn lại hỏi hắn chuyện nớ hắn học giỏi hơn mình vả lại hắn là người chuyên môn về các chuyện nớ hắn khảo cứu nhiều mà kỳ lắm Trứa thì thôi chịu vậy tuần trà tàu vừa cạn cụ ông đứng dậy thì mụ tám đã bưng chậu nước nóng lên cho cụ ông rửa mặt cụ ông cầm chiếc khăn mặt khô nhúng vào chậu nước nóng. Khăn mặt hút nước đầy sủng, cụ ông đắp vào mặt rồi mới lau rửa. Rửa mặt xong cụ ông lấy chiếc kéo nhỏ tỉa râu. Cụ vuốt bộ râu dài đạo mạo rồi quay lại biểu cụ bà. Trong bộ râu của tôi đẹp thế ni, rứa mà hôm mô bà giận bà kẹp nó vô tráp thiệt là khổ, râu xoắn lại từng mảng, phải vuốt cả tuần lễ mới phẳng như ri. Thôi hỉ, từ ni là thôi đừng cặp râu vô tráp nữa hỉ cụ bà nguyết cụ ông. Trứa thì đừng lang ban đi chơi nữa. Tôi nghe người ta nói ông đi chơi dữ dằn lắm hè. Cụ ông cao mặt nói. Trời ơi! Đứa ngô ngoan ngôn đồn chết người vậy. Tôi mà còn chơi bời chi nữa. Việc vua, việc nước bề bộn răng mà còn chơi bời được. Cụ bà lắc đầu nói. Nghe ông nói răng mà tin cho được. Sức ông rứa, ông chịu răng nổi mà không đi chơi. Cụ ông vuốt bộ râu, mắt chăm chú ngắm trong gương, tay đưa chiếc kéo nhỏ tỉa râu. Cụ ông bậm mô lại để tỉa râu cho dễ. Tỉa xong mấy sợi râu rìa ra ngoài cụ ông nói. Mấy bà nói răng cũng được. Ở nhà thì cấm cứ sợ có mang rồi lại nghi là đi chơi. Mần rứa chỉ khổ tụi đàn ông ni mà thôi, chả được chi hết, mở treo mèo nhịn đói lại còn bị đòn là ăn vụng cho nên mang tiếng hoang là rứa. Tỉ xong bộ râu, cụ ông vào buồn thay quần áo, bận chiếc áo kép đeo bài nhà ra ngoài, khoác chiếc áo ba đờ suy dày, chân đi giày đen bóng, dáng điệu thật quai nghiêm, không một ai mới trông thấy cụ thượng mà dám biểu cụ là người vừa sợ vợ lại vừa nể cụ bà. Cửu mạnh quấn xong đôi xà cạp, bận chiếc áo năm thân bên ngoài bận chiếc áo bành tô màu vàng phân ngựa, kéo chiếc xe nhà gọng đồng ra đặt ngay trước cửa, chờ cụ ông ra đi mừng. Cụ ông gật đầu chào cụ bà. Tôi đi mần mình hỉ. Cụ bà lễ phép gật đầu, tay bà đưa lên quệt cốt trầu dính hai bên mép và đáp. Vợ. Bỗng cụ bà nhớ chuyện chi bèn gọi gật cụ ông lại nói. Mình nhớ vụ thầy huyện Nga Sơn Thanh Hóa xin đổi về nông cống hỷ, thầy huyện nớ là rể của cụ hiệp tá trần đó, thầy nớ con nhà gia giáo làm quan cũng khá lắm mà, mình nâng đỡ người ta cũng được phúc cụ thượng gật đầu về nông cống huyện to lắm đó hỉ được mùa nông cống sống cả mọi nơi trước ở thanh hóa chắc mình còn nhớ cho hắn về nông cống là phải có chi mới được cụ bà cười gật đầu rồi tôi đã nhận rồi mình nhớ làm lệnh ngay từ về đốc bộ đường thanh hóa chuyển cho thầy huyện nga sơn về nông cống bao nhiêu cụ bà đưa tay ra hiệu hai ngón Hai ngàn được không? Cụ thượng gật đầu. Trẻ đó, hai ngàn là trẻ nhưng chỗ quen biết bên cụ Hiệp tá Trần thì cũng được rồi. Trứa mình nhớ làm lệnh ngay hỉ, không người ta mong đó hỉ. Chiều đi tôi mời cụ Hiệp Trần sang đánh tứ sắc bên đi, tôi cho cụ biết đó hỉ. vợ Cụ thượng ra xe, cửu Mạnh vừa thấy cụ lớn ra hắn chạy, vội lại chặn càng xe để cụ lớn ngồi cho vững hắn mới nhắc càng xe lên kéo chạy. Trong nhà, cụ bà vẫn ngồi sưởi bên chiếc lồng ấp than hồng. Mụ tám canh lo dọn dẹp ấm trà tàu mà hai cụ vừa uống buổi sáng. Cụ bà hỏi mụ tám canh. Răng, hôm qua con Lý nằm mô. Chồng nó nằm mô. Mụ tám canh đáp. Vợ, bẩm cụ lớn chị Lý nằm mí con bên buồn cậu bảy nằm, còn anh Lý nằm mí chú cửu mành. Phu nhân có vẻ không tin cửu mành, bà nói. Thằng cửu mành chơi bời lắm, sợ hắn đi chơi về rồi nằm ngủ quên đi thì lúc nớ người ta có khiên hắn vứt ra sông hắn cũng không biết mô tê chi mô mà giữ mí kìm. Mụ tám canh cười đáp. Bẩm cụ lớn con dặn ý chú cửu nên chú nớ cũng phải biết lo lắm, giữ chú lý ở trong buồn không cho đi mua hết. Cụ bà cười hỏi. Trứa hỉ. Dợ, thấy công việc đã thành công, cụ bà mới dở giọng đạo đức giả. Trứa cũng tội cho vợ chồng thằng Lý nhưng biết răng được. Con mình đang ăn chơi khỏe mạnh, sợ lỡ bị sửa phạm phòng thì phiền lắm hỉ. Tốn tiền thì chả cần nhưng hao sức của cậu Bảy thì thật là nguy lắm hỉ. Trứa hôn mô mà chồng và chồng con Lý về. Mụ tám tranh thưa. Dạ bẩm nghe mô hôn ni, mà chồng chị Lý xin về. Phu nhân cụ thượng gật đầu nói. Lúc mô mạ chồng con lý về biểu lên trên đi, tao cho ít tiền về nuôi con hỉ. Thôi cũng đền công cho con lý nuôi nấng cậu bảy. Tội nghiệp con lý cũng hiền lành dễ biểu. Thôi mi xuống dưới nhà biểu cho mẹ chồng con lý hãy nghe không. Mụ tám canh xá một xá thật dài rồi lui ra, le te đi xuống nhà ngang chỗ cửu mành, anh lý, chị lý và bà mạ chồng chị lý, tay bồng thằng cu con chị lý ngồi nói chuyện, mụ tám ngồi xà xuống bên bà mẹ chồng chị Lý rồi nói. Hôm ni, bác về phải không? Bà mẹ chồng chị Lý gật đầu đáp. Giờ, độ gần trưa có nắng tôi định xin phép về. Mẹ con bà cháu chúng tôi đi cũng đã mấy bữa rồi. Ở trên ni hai bữa, đi về hai bữa là bốn bữa. Nhà cửa bề bộn chả có ai trông nom hết. Mụ tám canh gật đầu nói. Trước thì được rồi, Cụ lớn có dạy, lúc mua bác về thì bác lên chào cụ lớn rồi cụ lớn cho tiền về tiêu trong gia đình. Trứa là cụ lớn thương lắm đó hỉ. Cụ lớn vẫn quý chị Lý là người thật thà, nuôi cậu bảy rất mát tay nên nhân bác ra ngoài ni chơi với chị Lý. Cụ lớn muốn thưởng cho chị Lý số tiền về cho gia đình chi trong gia đình. Bà mẹ chồng chị Lý có vẻ cảm động trước sự săn sóc của cụ lớn, bà khẽ nói. Vợ bẩm, chắc nó cũng nhờ nơi cụ lớn che chở, chồng nó mới thoát được cơn hoạn nạn. Thật là hồng phúc cho gia đình tôi. Chị Lý hỏi. Mạ định trưa ni về à, trứa để con về buồn cậu bảy nằm thu dọn lại mớ vải quần áo đưa mẹ về bận hay may cho mấy đứa cháu con bác hương bà cũng được. Anh Lý đưa mắt nhìn chị Lý với dáng điệu nhớ thương, thèm khát. Hôm ni đưa con về, độ gần Tết mình mừng răng xin phép về được thì hay quá, vừa thăm nhà vừa chơi với con mấy bữa. Chị Lý khẽ gật đầu đáp. Được rồi để đến hôm nớ, tôi cố gắng xin với cụ lớn để về thăm con mấy bữa. Từ ngày đi đến hôm ni sanh thằng cụ là bỏ lại cho mạ nuôi lên mấy lần lên trên ni thằng cu không còn biết em là ai nữa. Chị Lý đứng dậy đi xuống buồn cậu bảy nằm. Chị đi ra đến cửa bèn đứng lại gọi. Nhà ơi, tôi biểu nhà hỉ. Anh Lý nghe tiếng vợ gọi, bèn đứng dậy đi ra, chị Lý vẫy chồng lại gần khẽ nói. Tí nữa mình xuống hỉ. Tôi chờ mình dưới buồn cậu bảy đó hỉ. Anh Lý khẽ gật đầu. Ừ. Chị Lý xuống phòng cậu bảy nằm, anh Lý vào buồn có chiếc lò sưởi than hồng, nơi mụ tám canh, cửu mành bà mạ anh Lý bồng thằng cu con anh Lý, ngồi nói chuyện mùa màng mưa gió. Anh Lý đợi lúc mọi người ngồi mãi nói chuyện đồng ruộng, anh lén xuống dưới buồn cậu bảy nơi chị Lý nằm chờ chồng. Tiếng động cửa làm chị Lý giật mình quay ra thấy chồng chị mỉm cười. Mình xuống dưới ni có ai biết không? Anh Lý lắc đầu. Họ đang ngồi nói chuyện mí mẹ. Trứa hỉ. Vô trong ni mình. Anh Lý bạo dạng đi về phía vợ nằm cho cậu bảy bú. Anh ngồi nghiêng mình bắt chân chữ ngủ tay phải tròn ngang người vợ. Mắt anh nhìn thẳng mặt vợ và nói, mình ở trên ni, không ra đồng, người mình trắng hẳn ra đó hỉ, lại mập ra nữa à. Chị Lý nhìn chồng mỉm cười, tay cầm lấy tay chồng, ngập ngừng rồi nói. Ở nhà có vợ, có chồng dù có đau ốm tí chút cũng vui hơi là ở trên ni chồng vợ xa nhau. Có nhiều lúc em nhớ mình không ngủ được, rồi lại khóc. Anh Lý cảm động trước lời nói chân thành của vợ. Lỗi tự anh hết, anh đừng nghĩ đến chuyện chơi bời thì mô phải như vậy. Mình đã vì anh mà phải hy sinh. Chị Lý đành an ủi chồng. Thôi, tất cả là do số mạng hết. Cậu chó giật mình. Chị Lý dỗ. Cậu bảy ngoan hỉ. Cậu bảy ngủ đi hỉ rồi chị thương cậu bảy. Chị Lý cố nhét chiếc vú vào miệng cậu bảy. Cậu bảy bú chùng chục nhưng mắt cậu vẫn nhìn trân trân anh Lý làm anh Lý cũng có vẻ ngượng. Trong khi ấy bên bếp sưởi, cửu mành thấy vắng anh Lý đã đâm nghi nhưng cửu mành chưa vội đứng dậy. Hắn ngồi nán một lát độ 15 phút không thấy anh Lý xuống, cửu Mạnh vờ đứng dậy nói. Đi rửa cái xe, không trưa ni đón cụ lớn cụ lớn chửi dập đầu hỉ. Trời mưa dầm, đường lội trơn quá cỡ, bánh xe lấm bùn dơ. Cửu Mạnh đi ra ngoài, hắn vờ sang phòng bên nơi hắn ngủ rồi hắn vòng phía sau đi xuống chỗ cậu bảy nằm cánh cửa buồn cậu bảy đóng chặt, cửu mạnh nghe rõ tiếng xì sầm bên trong của vợ chồng chị Lý. Hắn nóng ruột lén ra phía sau, hắn sợ đứng phía trước ngó vô trên nhà cụ lớn hay mụ tám canh có thể nhìn thấy. Cửu mạnh vội đi ra phía sau nhìn vào kẻ hở của tấm vách trong rõ mồm một bên trong. Tối qua, cửu mạnh đã dùng mánh khóe của gã lính lệ cưỡng ép được chị Lý nên hôm ni, hắn thấy chân tay hắn run run ghen uất hắn có cảm tưởng như hắn bắt được người tình thân yêu nhất của hắn đang ngoại tình cửu mạnh đành phải gồng mình lên để chịu đựng những giây phút uất hơn trôi qua hắn phải nhận chân sự thật anh lý mới là chồng chính thức của chị lý hắn chỉ là thằng khôn vặt ăn ké mà thôi cửu mạnh tự an ủi cho cơn ghen quất trong người hắn hạ xuống cửu mạnh quyết phá không để anh lý hưởng trọn vẹn phút sung sướng của người chồng cửu mạnh đi vọt ra phía trước dõng dạc gọi lớn anh Lý ơi! Anh Lý mua rồi, lên sửa soạn cho bà cụ về cà. Chà anh đi đi mua hỉ. Nghe tiếng cửu mành gọi, anh Lý hốt hoảng, chị Lý cuốn cùng nói. Mình ra coi chi mà cửu mành gọi dữ rứa. Mạ về à! Anh Lý khè thở dài, đành phải chạy ra, khẽ đẩy cái then cài, lên bước ra ngoài. Anh Lý vờ như người ở phía sau đi lại nghe tiếng người gọi mình mới đáp. Chi đó, chú cửu cửu mạnh hỏi xỏ lá anh ở mô đó anh lý thản nhiên đáp ở sau nhà ni chứa hỉ trăng có về không bà cụ đang sửa soạn quần áo cho thằng cu nhà anh để về đó anh lý gật đầu đáp chứa hỉ cửu mạnh cười nói vô coi bà cụ có biểu chi anh không Tôi thấy mình bà cụ lui hui tìm quần áo cho thằng cu để thu xếp mà chả thấy anh mô, tôi mới đi tìm. Anh Lý tưởng thật liền vào chỗ mà anh ngồi sưởi nói chuyện với mụ tám canh, thấy bà cụ vần ôm cháu trong lòng, thằng cu ngủ khì, mụ tám canh vẫn ngồi nói chuyện mưa nắng anh Lý bèn hỏi. Mà định về à? Bà cụ gật đầu đáp. Từ định trưa ni ăn cơm xong thì về. Trưa về trời có nắng ấm áp hơn, chiếu đi buổi sáng rét lạnh quá hỉ anh lý bèn hỏi dạ trăng nghe nói mà sắp quần áo chi cho thằng cu bà cụ ngạc nhiên mô ai biểu mi rứa chú cửu mụ tám canh cười nói thằng quỷ rứa thôi thắng vừa ở trong ni ra đã xạo rồi bà cụ vẫn ngồi nói chuyện nơi ni mà cửu mành từ bên ngoài đi vô mụ tám canh hỏi. Trăng chú nói bà cụ mà anh Lý sắp quần áo cho thằng cu để về. Cửu mành trơ trẻn đáp. Thì lúc nãy nghe bà cụ nói rứa nên tôi biểu cho anh biết xuống giúp bà cụ để về cho sớm. Nghe cửu mành nói, mụ tám tranh quýt cửu mành rồi nói. Thằng Ni ở mờ, sỏ lá lắm đó hỉ chú Lý. Nhiều lúc hắn dựng đứng bịa chuyện nói lừa người ta tánh hắn chứa nên nhiều lúc cụ lớn giận đào ông bới cha hắn lên mà hắn cũng không chừa. Thằng khốn nạn ni, chứng mô vẫn tật nớ. Anh Lý không ngờ cửu mành ghen, theo phá anh nên khi nghe mụ tám canh chửi cửu mành anh Lý cười nói. Tội nghiệp anh cửu, vui tánh quá mà. Anh cửu mô có phá con mô bà tám. Cửu mành thích thú cười hô hố. Trứa đó hỉ. Anh Lý nói đúng tánh tôi vui chuyện chi ác đức như thiên hạ mô anh Lý. Thiên hạ ngấm ngầm đá ngầm chết voi đó hỉ. Vợ chồng người ta một năm mới gặp nhau một lần, mà thiên hạ vô mét làm như thiên hạ tranh vợ, cướp chồng của người ta không bằng rồi bày chuyện canh chừng, kiên cử. Mụ tám canh biết cửu mành nói moi móc mình, mụ quắt mắt nhìn cửu mành rồi bất ngờ rút thanh củi châm trong bếp đập cửu mành. Cửu mành hoảng hốt nhảy cẳng. Vết thang củi vạch một vạch đen trên chiếc áo trắng tinh mới ủi của cửu mành làm cửu mành suýt xoa. Trời ơi, mẹ tám ơi mụ chơi chi mà bất nhân ác đức giữ rứa mụ tám. Mụ quyết như ri thì chết tôi rồi, áo tôi vừa giặt lại vừa ủi xong, có chiếc áo mới mà mụ chơi cỡ ni thì mụ giết tôi rồi. Mụ tám gắt. Cho thằng khốn nạn chết đi cho rồi. Thằng khốn nạn vu oan giá họa biểu mạ mi làm chuyện ác đức chi uyên rẻ thúy. Nói rồi, mụ tám canh bất ngờ lại quật thêm một đường than đen vào ngực áo cửu mành làm cửu mành nhảy lùi lại để tránh thì vừa lúc chị Lý đi xuống. Cả thân hình cửu mành dán vào người chị Lý đành phải đưa tay ra ôm lấy cửu mành và xô ra làm cửu mành ngã chuối xuống, chổng bốn giò lên trời, làm cả đám cười rộ. Chị Lý vừa buồn cười lại vừa giận hỏi. Anh cửu mần chi rứa? Cửu mành quay lại thấy chị Lý bèn nói. Đây chị tám chơi như ri đây. Chị nớ lấy than quyệt lên áo tôi như ri. Chị tám chơi toàn chuyện tuyệt tự. Thảo mô thầy đội canh không dòng ngó chi đến chị nớ là phải lắm. Ai mà không sợ thứ như chị tám. Có thiên lôi hay hà bá mới chịu nổi chị nớ. Mụ tám canh quốc bận vì lối nói móc của cửu mành mụ chửi thề tùng lung. Thằng khốn nạn mở miệng là nói nhảm. Thằng đội canh là tía của mi răng mà mi biết hắn sợ choa. Mỗi lần nghe mi nói chỉ muốn gông miệng mi lại thôi. Được rồi lát nữa tao lên mép mí cụ lớn là mi biểu cho chi uyên rẻ thúy không cho anh chị Lý ở gần nhau đó nghe. mi đừng chối nghe. Lúc nớ cụ lớn có đào ông, bới cha mi lên thì mi đừng cãi. Lúc nớ mi mà cãi choa dẫn chị Lý lên mần chứng thì mi chết không kịp náp con ơi. Nghe mụ tám canh dọa bẩm với phu nhân. Cửu mành đâm hoảng, Cửu Mạnh biết rõ chuyện ngăn cản không cho anh Lý Sáp gần nhau là do lệnh của phu nhân vì phu nhân sợ hư sữa của chị Lý, cậu bảy uống phải sữa không tốt sanh bệnh. Nên nay mụ tám lên mét với phu nhân Cửu Mạnh dám bị đòn lắm. Phu nhân đối với đám gia nhân rất nghiêm khắc nhất là đối với bọn lính lệ cửu, bác phẩm, đội trưởng, nhiều lúc phu nhân sai nọc ra đánh từng hèo kiểu các quan ngày xưa đánh Lý Hương, phu nhân còn mang trong người nặng tánh chất phong kiến quan lại, mọi người trong nhà đều phải ra thưa vô gửi bẩm báo cẩn thận lễ phép, bởi vậy khi mụ tám dọa thưa với phu nhân cửu mành đâm hoảng năng nỉ. Chuyện nói đùa rứa mà chị tám nở nào lên bẩm với cụ lớn. Cụ lớn đánh tôi chị có sung sướng chi không? Chị tám chả biết thương em út chi hết. Nghe cửu mành năng nỉ, mụ tám cười nói. Đã biết rứa răng mi còn mở miệng nói láo. Mi không biết việc ngăn không cho anh Lý Mí chị Lý sáp gần nhau là do lệnh của cụ bà mô phải của choa mà Mi dám đặt điều ác miệng, lỡ anh Lý nghi oan thì răng. Cửu mành nham nhở quay lại hỏi chị Lý. Răng chị Lý có oán chị Tám không? Anh Lý có mất mắt tí Mô mà sợ oán phải không chị Lý? Chị Lý đỏ ửng mặt. Chị biết cửu mành đã biết chuyện trong phòng cậu bảy nên cửu mành mới nói bóng, nói gió như rứa, chị Lý cười e lệ nói mần chi mà oán, chị tám như thiên lôi chỉ mô dánh đó chứ chị tám có ghét chi vợ chồng tôi mô. Đó là lệnh của cụ lớn mà. Chị Lý muốn chấm dứt cậu chuyện ẩm ở mờ đó nên chị quay sang hỏi bà mạ chồng của chị. Lúc mô mạ và nhà con đưa cháu về. Bà mạ chồng chị Lý đáp. Chốc nữa, ăn cơm xong, trời trưa nắng hãy về cho ấm chớ về sớm sương đồng còn lạnh buốt lắm vả lại từ ni về quê mình cũng chả xa chi cho lắm. Ra ngoài tê, đi xe đò năm xu một người về đến đầu Phủ Ninh, từ Phủ Ninh về làng mình chỉ băng qua cánh đồng là đến nơi. Trước thì độ xế chiều là mạ con bà cháu choa về đến nhà rồi. Chị Lý gật đầu nói. Trước để con đi lấy mấy mảnh vải, mới quần áo đưa mạ về bận, may quần áo cho thằng cu. Mụ tám canh sực nhớ điều chi bèn nói. À để tôi lên nhà lục lấy mớ quần áo cũ của cụ lớn bỏ ra nhưng còn tốt cháu đưa cho anh Lý bận. Chà có cặp áo the len tốt quá mà cụ lớn đã bỏ, để tôi lấy xuống cho anh Lý hỉ. Mụ tám gần như là quản gia trong trại cụ thượng nên mọi việc trong nhà mụ đều biết. Hàng năm cụ thượng thải ra mấy mớ quần áo, thứ rách thì để làm mụn và, hoặc để lau xe, còn thứ lành thì chọn ra cho người mừng trong nhà quyền phân phát là do mụ tám định đoạt nhân anh lý lên thăm vợ ra về mụ tám lấy mớ quần áo cụ thượng thải ra cho anh lý mụ ôm một ôm xuống nhà dưới cho mạ con anh lý chọn trong mớ quần áo còn lành lặn anh lý thích thú quần áo ni còn bận được ít ra một năm nữa rứa mà cụ lớn đã thải rồi thật phí quá mụ tám canh cười nói quần áo nhà quan mà có rứa anh mới được hưởng mớ quần áo ni chứ anh Lý đứng dậy thử mặc chiếc áo đang hơi sờn nhưng với anh Lý thì đó là thứ áo hạng nhất, đẹp nhất làng anh rồi. Tết năm nay tha hồ anh diện. Mấy cô gái trong xóm anh tha hồ mà tấm tắc khen anh Lý đẹp trai lại diện nữa. Anh Lý ngắm đi ngắm lại chiếc áo đang đã sờn vai và cổ. Chị Lý nhìn chồng mỉm cười. Trong nhà tôi bận chiếc áo ni vừa hỉ. Cửu mành cười nói. Dáng anh Lý cùng vóc dáng với cụ lớn y hệt bà cụ thân mẫu anh Lý thu xếp xong các bị cói, nhét đầy những thứ quần áo thải của cậu chó đem về cho thằng cu. Còn anh Lý mang một tay nải quần áo cũ của cụ lớn. Chị Lý dồn được ít tiền đưa cả cho chồng. Từ hôm cửu mạnh đột nhập được buồn của chị Lý, hắn chỉ mong cho anh Lý về sớm lúc nào hay lúc ấy, cửu mạnh ra bộ sốt sắng chăm lo cho anh Lý thu xếp quần áo ra về. Cơm trưa xong, mẹ con, bà cháu anh Lý xếp gọn mọi thứ đeo lên vai ra về chị lý dẫn mạ chồng lên chào cụ lớn và phu nhân phu nhân an ủi bà mạ chồng chị lý cho mỗi người mấy đồng bạc tiền lộ phí còn cụ lớn chỉ an ủi xuân vì chẳng bao giờ cụ lớn có tiền trong túi mạ con anh lý chào cụ lớn và phu nhân để ra về chị lý tiễn chân mạ chồng chồng và con ra khỏi trại vài trăm thước mới quay về cửu mạnh thấy chị lý trở về bèn cười hỏi chà hôm nay chị lý đi tiễn anh lý tha hồ mà khóc hỉ chị lý nguyết, liền lường cửu mành hỏi khóc chi mô chú cửu đừng lộn xộn hỉ cửu mành cười hỏi lộn xộn chi mô ai biểu chị là tôi lộn xộn chị lý vờ đi ngang cửu mành chị đưa tay véo cửu mành vào cánh tay chị nghiến răng nói không lộn xộn hỉ tối qua chó mô lộn xộn cửu mành cười. Đó hỉ, chị Lý biểu tôi là chó đó hỉ. Được rồi chị biết chó ra răng chứ chị Lý. Chị Lý hâm. Hôm ni mà chồng tôi, chồng tôi về rồi anh lộn xộn là tôi mét với cụ lớn hỉ. Tôi quá mạng mà anh cũ. Cửu mành vẫn trơ trẽn. Nào có ai ép ai mô. Thuận bên nớ, bằng lòng bên ni thì được chớ ai ép được ai nè. Chị Lý gật đầu cười nói. Rứa được rồi hỉ. Rồi anh biết tôi đó hỉ. Tôi la lên thì anh chết một cửa tứ đó nghe. Cụ bà biết thì anh mất hàm củ phẩm. Cụ lớn cử cho cậu bảy mà anh lại mừng rứa là anh phá rồi còn chi nữa. Cửu mạnh cười lặng lẽ đi vô, vì vừa nhìn thấy mụ tám canh từ dưới nhà le te đi lên. Mụ tám canh thấy chị Lý bèn hỏi. Trăng anh Lý về rồi hỉ cô Lý. Giờ, nhà tôi về rồi bà tám. Tội nghiệp quá, trong anh lý thiệt tội hỉ. Vợ chồng hàng năm mới gặp nhau rứa mà cụ bà cử không cho anh nớ ngủ dưới ni, ác thiệt. Chị Lý cười mỉm. Cụ lớn sợ cậu bảy bú sữa không được tốt nên cụ lớn mới bắt cử như rứa, vả lại vợ chồng ăn ở với nhau còn lâu còn dài mà bà Tám. Mụ Tám canh nghĩ đến cảnh của chị Lý lại nghĩ đến cảnh của mụ. Lão đội canh mê cô đầu vợ bé bỏ mụ tám hồi khi mụ tám bước đi bước nửa lại gặp phải cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thật khổ tâm. Bất giác mụ tám canh thở dài dậm sượt. Thật trứa, mỗi người một cảnh chả ai giống ai hết. Trứa mới khổ, con tạo thật đắng cay chả cho ai được vừa lòng hết. Như tôi với lão đội nhà tôi đó, khi bần bàn chạy ngược chạy xuôi vang lại hết đầu ni đến cửa nớ mới được đi đội lệ thì hắn đã mèo chuột lấy vợ cô đầu bỏ vợ con cái từ hồi tấm mảnh cửu mành ngồi bên trong nghe mụ tám phàn nàn cho số phận hắn cười khanh khách nói thật tội nghiệp chị tám người ăn ở hiền lành như rứa mà trời nở mô gây chi chuyện éo le thầy đội mê say vợ bé bỏ chị tám đơn côi mụ tám canh biết cửu mành trêu mình mụ xì một tiếng thật dài nói thôi tâm mồm mi lại thằng khốn nạn Mi giữ hồn mi đó hỉ bếp xếp vừa vừa rứa không tao mét với cụ bà thì cụ bà cắt lưỡi, vặn không còn cái răng mô mà cắn cơm nữa đó. Cửu Mạnh vẫn cười nói. Trời ơi, tôi mừng chi chị mà chị hâm tôi giữ thần vậy chị tám, tôi phàn nàng cho số phận cô đơn hẩm hiu của chị, chớ nào tôi có dám nói năng lộn xộn chi mô mà chị hâm tôi hoài. Mụ tám canh dài miệng chữ thề. Mộ tổ mi, phàn nàng rứa à. Mi nói toàn chuyện móc lò chuyện của mụ nuôi Mi, Mi còn lạ chi nữa mà Mi nói. Cửu mành hâm lại. Chị nói rứa thì được rồi hỉ, trừ bây trừ chị có cậy mồm tôi, tôi cũng không nói chị nữa. Trời ơi, thấy chị như rứa tôi mới vàng nàng, tôi gặp thầy đội canh tôi mới trách móc thầy nớ, tôi hâm thầy nớ mới sợ tôi chớ. Nè chị tám chị biết không, mỗi lần tôi hâm thầy đội canh là thầy nớ cúng lên vẫn còn sợ chị lắm đó hỉ. Mụ tám canh nghe cửu mành nói đến chuyện thầy đội canh chồng của mụ, mụ lại thấy thích thú muốn nghe chơi. Mụ hết giận cửu mành, nên mụ vồn vã hỏi. Mi gặp nó ở mô. Nó về trong ni hôn mô mà Mi gặp. Cửu mành đáp. Vài tháng tôi lại gặp thầy đội canh một lần trong dinh cụ lớn đó, thầy đội về dinh làm chi không biết nhưng mỗi lần về thầy lại vô hầu cụ lớn trong dinh nớ có lần thầy đội về thì thầy mang đủ thứ về tết lễ cụ lớn. Cửu mạnh nói đến đây, thì cụ thượng về đến, mụ tám và cửu mạnh đi ra. Cụ bà hỏi cụ ông. Việc đi tri phu mừng răng. Cụ thượng cười nói. Thì hắn đi tri phủ rồi, thế lực lắm mới được đấy chứ. Trứa hỉ. Nghe nói chị huyện. Cụ thượng nghe gọi con dâu là chị huyện, bèn cười nói hắn đã được vinh thăng lên tri phủ rồi răng bà cứ gọi hắn là huyện, sai hẳn đó hỉ. Cụ thượng bà cười gật đầu. Từ hỉ, tôi quên, chị phủ quen thân với cụ phó khâm sứ nên việc vận động của hắn có vẻ thắng hơn những ông khác. Chiều ni, chị phủ đi gặp chị phó khâm sứ để xin cho anh nớ đi tri phủ nông cống. Cụ thượng gật đầu nói. Trứ hỉ, nếu có quen với cụ phó khâm sứ thì được, ông được thăng khâm sứ trung kỳ, còn cụ khâm thì đi toàn quyền đông dương tiếng xe hơi đổ bên ngoài cụ bà ngoảnh ra bèn thấy quan huyện từ trên xe bước xuống bèn nói anh huyện về đó quan huyện vô nhà thấy chú và mạ đang ngồi nói chuyện bèn chào thưa chú đi làm về thưa mạ cụ thượng bà cười hỏi chị phủ ngô không về quan phủ quan huyện đã thăng chức tri phủ Hạ nhì đáp thưa mạ nhà con đến cụ phó khâm sứ có lẽ ăn cơm luôn ở nhà cụ sứ chiều ni lúc đó duyên bồng con thập thò bên ngoài quan phủ trông thấy bèn lên tiếng gọi chi đó thím bảy thím vô trong ni chú và mạ trong ni nè cụ bà nói bảy đó hỉ vô trong ni chi đó duyên bồng thằng phiên vô chào bố mẹ chồng và nói dạ thưa chú và thưa mạ con bồng cháu lên để xin với chú mạ cho con đưa cháu về quê thăm gia đình con ít bữa cụ thượng cao mặt hỏi răng con đưa cả thằng phiên về hỉ nó còn yếu lắm mới sanh được gần một tháng đi như rứa gió máy thì răng quan phu sợ cụ thượng ngăn không cho duyên về ông bèn nói mai con về thím bảy đi xe của con về đến huyện con cho tài xế đưa thím bảy về tận nhà thì gió máy chi thưa chú Cụ thượng bà gật đầu. Từ được, mai có anh phủ về huyện cho mạ con nó về theo cũng được. Nói rồi cụ thượng bà quay lại phía cụ ông khẽ nói. Cho nó về, ở đây không được mô, thằng Bảy không biết kiên cử chi cho vợ con nó hết. Cụ thượng cười nói. Thằng quỷ. Cụ thượng bà cười nói khẽ. Thằng Bảy giống tánh ông đó hỉ cụ thượng ông cười quay lại nói cặp mắt thật lẳng lơ đó là máu của bà đó đồ quỷ nói xong cụ bà nghĩ đến con trai và con dâu còn đứng đó bèn bảo với duyên thôi được rồi mạ và chú bằng lòng cho con về quê với anh phủ mà đưa thằng phiên mạ bồng coi răng cha cháu của nội nè lại đây nội bồng chút nè ngoan quá hỉ duyên trao thằng phiên cho mạ chồng cụ bà kéo nón lên chụp xuống quá tráng của thằng Phiên, nhìn bộ mặt trái xoan ngây thơ của thằng Phiên rồi cười nói với cụ thượng. Trông thấy thằng nhỏ xinh quá ông hỉ. Trăng nó giống anh phủ đó chứ. Quan phủ giật mình nhưng ông lấy bình tĩnh ngay nói. Cháu giống bác, thằng Phiên về sau đẹp dai lắm đó mà ơi. Cụ thượng bà gật đầu nói. Từ thằng Phiên giống con thì nó thông minh. Tội nghiệp chú nó tàn tật, rứa mà sanh đứa con mô cũng đẹp hết. Thằng cụ con lộ trông cũng xinh lắm, tội nghiệp lúc đầu thấy con lộ có mang, tao nghi không phải con của thằng Bảy, nhưng về sau một tháng duyên về làm dâu nhà tao, nhập phòng với thằng Bảy còn trinh tiết vợ nó có mang ngay, tao mới không nghi con lộ nữa. Anh Phủ coi thằng cụ con của con lộ cũng xinh lắm. Quan Phủ cười đáp. Dạ, thưa mạ, Mấy đứa con của chú bảy đứa mô cũng trông thông minh đẹp trai, à mà chú nớ cũng may đó hỉ, sanh toàn con trai. Cụ thượng ông cười. Ừ, vì thằng bảy khỏe hơn đám vợ của hắn nên sanh toàn con trai. Cụ bà mít chồng. Xí, ông ni chỉ được nói tầm phào. Cụ thượng bà quay vào trong nhà thì thượng ông không bỏ lỡ cơ hội hỏi quan phủ. Tiền mô con. Ông phủ gật đầu thưa vợ con đưa chú mà mai mi về huyện rồi chưa đưa vợ để con về hỏi nhà con ý không được mà vợ mi lại nói với bả thì phiền lắm tan cửa nát nhà bây trừ. mi không xoay được thì cũng phải bảo cho chứ quan phủ thấy chú có vẻ lo lắng về số tiền thì đâm ra thương hại ông móc ví lấy tiền đưa cho cụ thượng nào ngờ sau khi đó cụ thượng bà từ bên trong lẹp kẹp đi ra cụ thượng ông hốt hoảng nói bả ra đó lát nữa hãy đưa nào ngờ cụ thượng bà nghe được câu đó nên khi cụ vừa ra đến đã hỏi chuyện chi đó anh phủ chú Mi hỏi tiền hỷ cụ thượng ông hốt hoảng cãi mô cụ thượng bà trừng mắt hỏi chuyện chi mà ông nói bà ra đó quan phủ thấy chú mình cuốn lên bèn nói chú có nói chi mô con biểu với chú là mạ biểu con đi tri phủ nông cống đàn bà vốn có thứ giác quan thứ sáu rất nhạy cảm họ tình nghi rất đúng nên cụ thượng bà sau khi nghe quan phủ nói bèn lừa mắt nhìn cụ thượng ông và nói nè tôi nói thiệt để ông biết đó hỉ vợ chồng nó vừa đi mừng quan chưa có chi mô đừng có lấy tiền của vợ chồng hắn đó hỉ mà tôi nói thiệt anh phủ hỉ ổng không thiếu chi mô ổng chỉ thiếu tiền chơi bời mà thôi Tiền đó có cũng được mà không có cũng được chả chết chi ai hết. Ông có hỏi tiền cứ nói là không có. Tôi mà nghe ông lấy tiền nơi mô thì ông chết mí tôi. Cụ thượng lắc đầu nói. Trăng bà đang nghi rứa. Tôi cần chi tiền mà phải lấy của con cái. Chơi bời không chơi, rượu chè cũng không. Đi mần xong là về nhà, chớ có đi mô. Cụ thượng bà biểu môi. Tôi lấy ông đã trên 30 năm ni rồi, tôi lại là chi tánh của ông nữa. Ông còn nhớ hồi ông mừng Tổng đốc An Tịnh không? Ông nhân tình với con ả đào ở Nghệ An. Ông hành hạ tôi đủ thứ. Cụ thượng ông cười nói. Chuyện cũ trích đã qua rồi, bây giờ tôi khắc hẳn chắc bà biết rồi chứ chi nữa. Từ khi về kinh mận thượng thơ bộ lại, bà có thấy tôi chơi bời chi mô. Quan phủ miễn cười nhìn chú, cụ thượng bà thấy đã 6 giờ chiều mà bà phủ chưa có về bèn hỏi. Trăng chị phủ chưa về hỉ. Vợ thưa mà, nhà con phải ăn cơm với cụ phó khâm sứ, có lẽ khuya mới về. Cụ thượng bà cau mặt nói. Trăng mi cho vợ mi đi khuya như rứa. Vợ thưa mà đi vận động mà. Cụ thượng bà gật đầu thông cảm cái hoàn cảnh con trai nói. Chị phủ không về, anh ở lại đây ăn cơm với chú và mạ luôn hỉ. Mấy đứa nhỏ đi theo mạ nó hỉ. Quan phủ đáp. Dạ không, mấy cháu đến nhà ngoại của chúng nó thăm ngoại chúng nó vừa ở Đà Lạt về hồi giáp Tết. Mụ tám tranh và bác mạnh dọn cơm ra ngoài bàn cho hai cụ thượng. Quan phủ chờ lúc mạ của ông vào trong bèn dúi cho cụ thương thơ 500D00 và nói. Tiền đó chú đem trả lại cho cụ thượng bộ công cụ thượng gật đầu cười đêm hôm ấy bà phủ không về mãi đến sáng hôm sau bà mới tự lái xe về nhà hớn hở cho chồng biết xong rồi đó hỉ độ chiều nay là có lệnh bổ nhiệm gửi sang bên bộ lại cho chú mình đã nói với chú chưa quan phủ mừng rỡ đáp xong rồi hỉ may quá anh đã trình với chú xong rồi hễ có lệnh là bổ nhiệm là chú ban hành ngay à hôm nay mình có về huyện không anh phải về huyện thu xếp tiền bạc nữa. Sáng nay anh cho thiếm bảy hai về quê thăm gia đình luôn. Bà Phủ gật đầu nói. Em không về, trưa nay còn phải ăn cơm với cụ phó khâm sứ nữa, mình còn phải trả ơn người ta. Quan Phủ cau mặt hỏi. Đêm qua không đủ hỉ. Bà Phủ biết chồng đã ghen bèn cười nói. Định qua sông phải không? Người ta tốt với mình, người ta hẹn trưa nay ăn cơm, chả lẽ mình từ chối. Nếu mình không bằng lòng cho em đi thì em về luôn huyện với mình, còn được hay không em không biết đó hỉ. Nghe vợ nói theo ông về huyện, quan phủ đâm ngại vì ông còn muốn đi với Duyên, lại nữa còn chuyện đi tri phủ nông cống nên ông vội vã nói với vợ. À nhớ nói răng mô nhưng em cũng hiểu, anh cũng kẹt lắm mà. Mần răng mà anh chịu nổi khi nghĩ em với thằng cha phó khâm sứ. Trời ơi! Những lúc em nghiến răng cắn câu, đôi mắt liêm diêm anh răng chịu nổi. Bà phủ phát vào vai chồng cười nói. Chuyện của mình mà em phải rứa đó, đồ quỷ nói chi lạ rứa. Quan phủ cau mặt có vẻ tức tối. Rứa em thấy anh ăn nằm với người khác em có ghen không? Bà phủ câu mặt đáp. Trăng không ghen, anh mà rứa thì anh chết. Trăng em không cho anh ghen với em. Chuyện em khác, đó là bất đắc dĩ vì chuyện của anh mà em phải rứa chứ mô phải chuyện của em hay là do em tạo ra. May đó hỉ, anh dục em phải mừng như rứa chớ mà phải chuyện của em, do em tự động thì có lẽ anh đã cắn lưỡi anh chết rồi. Quan Phủ cười nói. Việc chi phải tự vận cho em thông thả với nó hỉ. Anh tìm cách giết cả hai đó nghe. Bà Phủ cười. Thôi đừng nói chuyện quỷ đó nữa. Bây trừ anh có bằng lòng cho em đi ăn cơm trưa với cụ khâm sứ không? Quan phủ kéo vợ lại hôn và nói. Thôi được, em đi ăn cơm với cụ phó khâm sứ, còn anh về huyện hỉ. Hôm mô em về huyện. Bà phủ đáp. Em ở lại Huế cho đến khi anh ở huyện về Huế đón em về luôn. À mà về huyện mừng chi nữa, trăng tuần ni anh cũng có lệnh đi thuyên chuyển rồi, đi luôn chứ chi nữa. Quan phủ cười đáp mần chi mà vội rứa, mình đi cũng phải đàng hoàng chứ, hàng huyện răng cũng tổ chức tiệc tiễn chân và đón quan huyện mới chớ. Răng em cũng phải về huyện một lần nữa đó hỉ. Bà huyện cười gật đầu. Ừ hỉ, rứa anh cũng về huyện rồi trở lại Huế đón em, về huyện lần chót. À mà anh đã trình với chú chưa? Rồi. Chú nói răng. Quan phủ đáp, chú cho anh coi bản danh sách các vị tri huyện được thăng tri phủ hạng nhì, lại còn có một ông tiến sĩ luật đáng lẽ đi làm luật sư nhưng ông xin sang làm quan bên Nam Triều nên ông được đặt cách làm tri phủ hạng nhất. Ông ta lại là con rể của cụ thượng bộ công nữa, nên cụ thượng bộ công vận động cho con rể đi làm tri phủ nông cống. Bà Phủ cười nói. Trứa hỉ, May quá nếu em không quen thân với cụ phó khâm sứ thì mừng răng mà anh tranh giành chức đó được với con rể cụ thượng bộ công. Trứa đó hỉ, anh đã biết ơn em chưa hỉ. Răng còn mừng chi? Quan phủ cười đáp. Từ nghĩ đến chuyện đi tri phủ nông cống, anh cũng thấy khoái thật nhưng khi nghĩ đến lúc em nằm trong vòng tay của lão phó khâm sứ rồi lúc em nghiến răng, mắt em liêm diêm, tay em ghi mạnh, miệng trên thì anh thấy ức không chịu nổi. Bà phủ cười khẽ véo vào tay chồng nói. Anh làm như ai cũng như anh. Anh, em mới mần như rứa chớ lão khâm sứ em như người gỗ ý chứ. Anh biết không, khi người ta không yêu thì có lẽ là sung sướng, thú vị mô. Anh chỉ ghen nhảm Quan phủ cười biểu môi. Em mần như em làm được chuyện nớ không bằng. Anh tưởng chuyện nớ là chuyện tự nhiên hễ đụng phải em là em phải như rứa rồi. Bà phủ đấm vào vai chồng thùng thục. Chỉ nói nhảm. Quan huyện tức tối. Hồng mô em mí lão phó khâm sứ, anh trình thử bên ngoài coi ra răng hỉ. Bà phủ gật đầu đáp. Được rồi hỉ. Anh cứ trình thử coi ra răng. Nghe vợ nói, quan phủ có vẻ tin vào lòng trung thành của bà phủ, còn việc phải giao thiệp với quan phó khâm sứ, thật ra chỉ vì quyền lợi, danh vọng của chồng bà mà thôi. Quan phủ sung sướng kéo bà phủ lại phía mình hôn ly li lịa. Bà liếc xéo chồng rồi nói. Hôm nay anh về huyện à? Ừ, lát nữa anh lái xe về huyện, phiền quá lại phải cho thím bảy về huyện để thím về thăm gia đình của thím nớ nữa. Bà huyện thật thà đáp. Thì tiện xe anh cho thím nớ về cũng được chớ răng nữa. À mà em nhờ anh chuyện ni hỉ. Chuyện chi? Em còn mấy bác hội ở huyện nữa, anh biểu hộ thầy đề thu hộ cho em hỉ. Lát nữa em đưa cho anh cuốn sổ ghi những người chơi hội với em, trong đó có cả thầy đề, thầy thừa hành, thầy thừa thu, thầy lục mỹ và thầy đội lệ thúc. Quan huyện cao mặt đáp. Anh sắp về rồi, bây trừ em lấy sổ đưa cho anh đã. Bà phủ vào trong nhà lấy chiếc sắt cầm tay, mở ra lấy cuốn sổ tay ghi những người chơi hội với bà phủ trao quan phủ anh cứ đưa cuốn sổ này cho thầy đề huyện rồi bảo với thầy đề là em nhờ thầy nớ thu hộ số hội còn lại cho em. Lúc đó, bác mành từ dưới nhà đi lên, quan phủ bèn vẫy bác mành lại nói. Chú bác xuống trình với cô bảy hai là sửa soạn để về huyện. Vợ bẩm quan lớn, mợ bảy duyên phải không à? Từ phải rồi mợ bảy duyên. Vợ mợ bảy đã sửa soạn xong rồi. Rứa chú mời mợ nớ lên đi tôi đi ngay bây chừ. Bà phủ thấy chồng sửa soạn lên đường bèn bảo. Trứa em về thăm chú một lát rồi em đi đến nhà cụ phó khâm sứ hỷ. Ừ.